Hướng dẫn sử dụng máy chiếu Xview Exyn 4. Đây là giao diện Android Google TV của máy ngay khi được bật lên. Ở phía trên, góc bên phải của màn hình, lần lượt sẽ là lựa chọn đầu vào nhanh. Trong mục này có thể lựa chọn được các tùy chọn đầu vào. Đặc biệt, ở phần dưới cùng có tùy chọn Auto Enter HDMI. Tùy chọn này cần phải bật lên khi sử dụng cắm đầu HDMI với các định dạng Android Box. Ở phía ngoài cùng, cạnh phần hiển thị giờ là lựa chọn tài khoản mail. Sẽ có một tài khoản mail đặt sẵn do khi cài đặt máy bên mình đã đăng nhập. Bạn cần đăng nhập tài khoản mail mới để tiện sử dụng hơn và có thể thêm hoặc xóa tài khoản. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn phần cài đặt. Mục đầu tiên sẽ là mạng và Internet. Chọn vào mục Wi-Fi và bật lên. Đợi cho máy dò được Wi-Fi của bạn thì ấn vào chọn. Nhập mật khẩu và ấn tiếp theo để kết nối. Ví dụ ở đây là mình đã và đang kết nối với Wi-Fi AUN Pro. Mình sẽ chọn sang AUN Pro 5G để kết nối, nhập mật khẩu vào. Sau khi máy báo kết nối thành công, có thể sử dụng mạng Wi-Fi của gia đình bình thường. Ngay ở dưới mạng và Internet là lấy nét tự động. Có thể bật hoặc tắt phần này tùy theo ý muốn. Tương tự ở dưới là phần chỉnh vuông hình tự động, cũng có thể bật tắt tùy ý muốn luôn. Ở phía dưới sẽ có một số cái chế độ căn chỉnh khác nhưng rất ít khi cần tới. Bạn có thể tự tìm hiểu để tìm ra cách dùng hữu ích nhất và phù hợp nhất với mình. Tiếp tục xuống phía dưới, chọn vào mục hình ảnh. Có thể lựa chọn 4 chế độ hiển thị khác nhau trong mục này. Ngoài ra còn có thể chỉnh được độ tương phản, độ bão hòa và độ sắc nét. Tương tự, nhiệt độ màu cũng có 4 chế độ khác nhau để tùy chỉnh. Ngoài ra, có thể tùy chỉnh được 3 màu là đỏ, xanh lá, xanh dương trong hệ màu RGB ở bên ngoài. Tiếp đến, ngay dưới mục hình ảnh là mục âm thanh. Sẽ có 6 chế độ âm thanh khác nhau cho bạn tùy chọn. Đặc biệt ở đây, có lựa chọn thiết bị đầu ra âm thanh. Lựa chọn này cần được chú ý và đặc biệt cần thiết khi bạn kết nối máy chiếu với loa ngoài. Dưới mục âm thanh là mục đầu vào. Mục này thì đã được cho ra ngoài màn hình chính, mình đã giới thiệu ở đầu video. Tiếp theo là điều khiển từ xa và phụ kiện. Đây chính là phần để kết nối các thiết bị Bluetooth. Bật thiết bị cần kết nối lên, đợi máy dò ra tên rồi ấn vào để kết nối. Lưu ý phần này rất dễ nhầm lẫn với mục loa Bluetooth ở bên ngoài cài đặt. Mục cài đặt máy chiếu sẽ cho phép căn chỉnh lại màn hình chiếu ra. Đầu tiên, có thể lựa chọn 4 chế độ chiếu là chuẩn, xoay ngược, lật trái và lật phải. Các phần lấy nét và chỉnh nghiêng tự động này mình đã giới thiệu. Phần máy chia tỷ lệ này là phần thu nhỏ màn hình. Khi đặt máy quá xa mà màn hình chiếu ra lại bị quá lớn, có thể sử dụng chức năng này để thu nhỏ màn hình. Ngoài ra ở dưới sẽ có một số phần căn chỉnh khác. Các phần căn chỉnh này chủ yếu hỗ trợ cho các gia đình có dạng tường chiếu bị lệch hoặc bị méo, cần phải căn chỉnh lại. Có thể hỗ trợ bù đắp theo chiều dọc, độ lệch ngang, căn chỉnh lại phần tường cho đúng với ý muốn chiếu ra. Khi đã quyết định đặt máy cố định, nên tắt hết các chế độ tự động, rồi chỉnh tay lại cho vuông hình để màn hình không bị tự động cân lại. Tắt bỏ phần lấy nét tự động, kéo xuống và chọn phần đá mài 4 điểm. Sử dụng các phím điều hướng trái, phải, trên, dưới để căn chỉnh lại màn hình cho vuông. Ấn phím OK để đổi góc. Ngoài ra, khi không gian quá phức tạp mà máy lại không tự căn được, chọn vào hiệu chỉnh tùy chuẩn, di chuyển máy xa gần, nghiêng trái phải để máy căn lại hình nét và cân đối. Chọn kế tiếp để máy học lại phần căn chỉnh này. Từ đó về sau, máy sẽ căn chỉnh y theo những gì đã được học. Nếu muốn bỏ toàn bộ phần căn chỉnh về ban đầu, chọn đặt lại. Sau khi đặt lại xong thì màn hình sẽ trở về như ban đầu. Hoàn toàn có thể bật tắt lại phần lấy nét và căn chỉnh hình tự động dễ dàng. Sau khi bật lại, máy sẽ căn chỉnh tự động theo những gì vừa được học. Cuối cùng, trong mục tùy chọn thiết bị, có hai phần phải chú ý là phần cài đặt ngày giờ và cài đặt ngôn ngữ. Để thay đổi ngày và giờ, đầu tiên cần tắt bỏ chế độ ngày và giờ tự động. Sau đó có thể tùy ý thay đổi phần ngày, giờ, múi giờ hoặc định dạng giờ 12 hoặc 24 tiếng theo ý muốn. Sau khi đã thay đổi xong, quay lại phần ngày và giờ tự động để bật lại. Sau khi bật lại phần này, máy sẽ tự động tính giờ. Trong phần ngôn ngữ, bạn có thể tùy chọn sử dụng giữa hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Để sử dụng giọng nói Google Assistant, cần đăng nhập mail và cấp quyền cho giọng nói.
Nhớ là hãy cấp hết toàn bộ tất cả các quyền để giọng nói có thể hoạt động được. Chọn nút mic ở góc trái phía trên màn hình, ấn và giữ nút mic trên phần điều khiển, ra lệnh cho máy hiện chữ lên trên màn hình rồi sau đấy mới buông tay ra. Ví dụ như lệnh mở YouTube. Sau khi đã nhận lệnh, máy sẽ ngay lập tức mở YouTube và hoạt động. Có thể sử dụng tương tự giọng nói trong ứng dụng YouTube luôn. Chọn vào thanh công cụ ở tận cùng bên tay trái. Sau đó chọn tìm kiếm. Ấn vào nút mic. Thực hiện tương tự thao tác ấn và giữ nút mic trên điều khiển, ra lệnh cho máy để hiện lên chữ rồi mới buông tay ra. Bạn cũng cần phải chọn cấp quyền để giọng nói có thể sử dụng được trên nền tảng YouTube này. Ví dụ như ở đây, mình đặt lệnh là nhạc bolero. Sau khi nhận lệnh, máy sẽ ngay lập tức bật ra một video YouTube về nhạc bolero. Việc có thể sử dụng giọng nói và ra lệnh trực tiếp để tìm video trên ứng dụng YouTube là một điều rất cần thiết. Có thể hỗ trợ cho người dùng tìm kiếm nhanh chóng, chính xác và tiện lợi hơn các video mong muốn cần tìm kiếm. Để kết nối máy chiếu với các loại điện thoại iPhone, cần sử dụng ứng dụng là iMirror. Bật ứng dụng này lên. Lưu ý, cần kết nối điện thoại và máy chiếu là cùng một mạng Wi-Fi. Kéo thanh công cụ trên điện thoại xuống và chọn phản chiếu màn hình. Sau đó đợi điện thoại dò ra tên máy chiếu như mã trên video. Ấn và chọn kết nối là được. Sau khi kết nối thành công thì màn hình điện thoại sẽ phản chiếu ra màn hình máy chiếu. Nếu không muốn sử dụng nữa thì quay lại phần phản chiếu màn hình, bỏ phần tích ở tên của máy chiếu. Để kết nối máy chiếu với các loại điện thoại Android, cần sử dụng ứng dụng eShare. Sau khi bật ứng dụng này ở trên máy chiếu lên, ứng dụng sẽ hiện ra một mã QR. Quét mã QR trên màn hình máy chiếu, chọn đường dẫn là web. Ngay sau đó sẽ nhảy ra phần cài đặt ứng dụng eShare trên Google Play Store của bạn. Ấn chọn cài đặt eShare. Sau đó đợi cho máy cài đặt eShare trên điện thoại thành công. Bật ứng dụng eShare này lên và chọn cấp quyền cho ứng dụng. Phía dưới, chọn Mirroring phản chiếu màn hình. Sau đó tiếp tục cấp quyền cho eShare và chọn bắt đầu. Sau khi kết nối thành công, màn hình điện thoại của bạn sẽ được phản chiếu ra ngoài màn hình máy chiếu. Có thể thao tác sử dụng các ứng dụng trên điện thoại hoàn toàn bình thường và mọi thứ sẽ được phát ra ngoài màn hình máy chiếu. Cuối cùng, mình sẽ hướng dẫn sử dụng nhanh một số ứng dụng cơ bản. Đầu tiên là app YouTube. Chọn vào YouTube trên giao diện chính hoặc sang thanh ứng dụng để chọn. Ở đây sẽ có sẵn các video gợi ý hoặc đã từng xem dựa vào lịch sử mail mà bạn đã đăng nhập. Tiếp đến là Google Play Store. Chọn vào Google Play Store trên giao diện chính hoặc sang thanh công cụ ứng dụng để chọn. Trong Google Play Store này, bạn có thể tìm kiếm và cài đặt dễ dàng các ứng dụng mong muốn ở đây, y như trên điện thoại. Bên mình có cài đặt một ứng dụng xem phim truyền hình miễn phí cho khách hàng là Monster TV. Chọn vào Monster TV trên giao diện chính hoặc sang thanh ứng dụng. Với Monster TV, bạn sẽ có đầy đủ các kênh truyền hình miễn phí và được xem ở chất lượng cao từ các kênh truyền hình quốc gia như VTV1, VTV2 hoặc cả những kênh VTC hoặc truyền hình nước ngoài, phim truyện, kênh HTV hoặc các kênh xem bóng đá cũng đều được tích hợp ở trong ứng dụng này. Cuối cùng là ứng dụng xem phim quốc dân Netflix mà khách hàng nào cũng mong muốn hỏi đến. Chọn vào Netflix trên giao diện chính hoặc sang thanh ứng dụng để lựa chọn bật lên. Lưu ý ở đây khi bật lên sẽ có sẵn một số tài khoản do khi test máy gửi đi bên mình cần đăng nhập vào để check xem máy có ổn định không. Chọn và đăng nhập tài khoản mới khác, nhập thông tin mail và mật khẩu tài khoản cá nhân của bạn vào để sử dụng. Sau khi đăng nhập thành công là có thể xem phim được thoải mái trên nền tảng ứng dụng này. Netflix trên Xin 4 được xem là chất lượng khá cao và đặc biệt mượt mà. Giờ mình sẽ test thử một đoạn phim Kung Fu Panda ngắn cho các bạn xem. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào khác, liên hệ với bên mình qua hotline 038 720 1080 trên màn hình để được các nhân viên bên mình hỗ trợ bạn sử dụng máy một cách tốt nhất.